Và lý do cho điều này thì có thể là do chị hay trốn học quá. Thôi, cái đùa thôi nhá, không phải sự thật đâu. Cay mà nghĩ chị trốn học. Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đang quay trở lại với channel của mình. Và mình là Trần Minh Phương Thảo. Các bạn ạ, chắc hẳn là ở cái thời điểm hiện tại thì những bạn 2K1 ấy thì đã nhận được điểm thi đại học của mình rồi. Và hiện tại thì các bạn đang có rất là nhiều lo lắng. Đó là các bạn lo là không biết là điểm của mình này thì sẽ đỗ trường nào này, rồi là lo lắng về cuộc sống đại học, cuộc sống sinh viên năm nhất thì sẽ ra sao. Thì ngày hôm nay thì mình sẽ ngồi ở đây với kinh nghiệm là một người đã từng học đại học, đã tốt nghiệp rồi. Đấy, mình sinh năm 96 và mình đã tốt nghiệp đại học rồi. Và với kinh nghiệm của mình thì ngày hôm nay mình sẽ như là một người chị để chia sẻ với các bạn, chia sẻ với các em về 5 điều mà chị ước là chị đã biết khi mà chị là sinh viên năm nhất đại học. Và điều đầu tiên mà chị thật sự rất muốn nói với các em đó là học đại học không hề dễ hơn học cấp 3. Nếu như có ai đó nói với các em rằng là ok, đỗ đại học rồi, bây giờ chơi thôi, thì đừng tin các em ạ, đừng tin, chúng nó lừa đấy. Các em hãy chuẩn bị tinh thần rằng là khi mà các em đã đỗ đại học rồi thì không phải là con đường học tập của các em đã được kết thúc, mà các em sẽ bước vào một con đường học tập gian nan kéo dài khoảng 4 đến 5 năm. Hoặc những bạn nào mà học trường y thì nó sẽ còn kéo dài cả 7 năm thanh xuân của các em nữa. Và thực sự thì cái việc học đại học ấy thì nó còn vất vả hơn việc mà các em học cấp 3 rất là nhiều. Và các em sẽ phải đối mặt với vấn đề học lại, thi lại và vấn đề gánh nặng về tài chính nữa. Tại vì mỗi khi mà các em phải học lại, các em phải thi lại, các em không qua môn thì các em sẽ phải đóng một đống tiền để được học. Và thực sự khi mà cái vấn đề học phí của các trường đại học ấy càng ngày càng tăng rất là cao luôn. Chị vẫn nhớ là ngày xưa chị học đại học thương mại nhá, khi mà chị mới nhập học ấy thì lúc đó tín chỉ của trường chị mới chỉ là hình như đâu đó là khoảng 160-170 nghìn một tín chỉ. Thế nhưng bây giờ các bạn sinh viên của trường đại học thương mại thì một tín chỉ của các bạn đó đâu đó rơi vào khoảng từ 500 đến 600 nghìn một tín chỉ rồi. Có nghĩa là nó tăng lên gấp 4, gấp 5 lần so với ngày xưa thời chị còn đi học. Và chắc chắn là với một cái mức học phí cao như thế thì các em sẽ phải học tập rất là nghiêm túc và chăm chỉ nếu như các em không muốn là mình sẽ phải học lại. Và điều thứ hai mà chị muốn nói để các em chuẩn bị tinh thần đó là khi lên đại học thì các em sẽ mất đi một vài người bạn thân. Có thể thì ở thời điểm hiện tại thì các em vẫn chưa hình dung và vẫn chưa hiểu được những cái gì mà chị nói đâu. Thế nhưng mà ở thời cấp 3 thì sẽ có những người bạn mà các em chơi rất là thân thiết kiểu tưởng như chết đi sống lại ấy. Thì lên đại học có thể những người bạn đó sẽ không còn thân thiết với các em như thế nữa. Và cái này chỉ là có thể thôi nhá, nhưng mà chị vẫn muốn nói để các em có thể chuẩn bị tinh thần, bởi vì cái xác suất xảy ra của nó thì cũng khá là cao đấy. Bởi vì khi mà chúng mình lên đại học ấy thì đối với chúng mình ở lứa tuổi đó là lứa tuổi 18 đúng không, thì sẽ như là một cái chân trời mới mở ra. Và có khi em và cái người bạn thân của em ấy học không cùng trường này, khác trường, và thực sự là ví dụ như là các trường cách nhau khoảng 10 km chẳng hạn. Em thì học thương mại xong bạn của em học tận bách khoa hay là kinh tế quốc dân chẳng hạn, thì thực sự là cái việc có thể gặp gỡ nhau nó rất là ít và rất là hiếm luôn. Thêm vào đó là khi lên đại học thì các em sẽ có thêm rất nhiều mối quan hệ, rất nhiều những cái công việc khác nhau, khiến cho các em không còn dành quá nhiều thời gian cho những người bạn của mình nữa. Và điều đó thì khiến cho em và những người bạn thân thiết của em trở thành mối quan hệ đã từng. Và chị biết là bất kỳ mối quan hệ nào, dù là bạn bè, người thân hay người yêu, mà nó trở thành đã từng thì nó đều có gì đó rất là buồn. Thế nhưng mà các em đừng vội lo lắng, bởi vì là có thể em và những người bạn cấp 3 thân thiết của em sẽ không thường xuyên gặp gỡ nhau, không thể chia sẻ với nhau mọi vấn đề trong cuộc sống như thời mà các em còn học cấp 3. Thế nhưng mà những cái người mà bạn bè từ hồi cấp 3 ấy thì sẽ luôn luôn là những người xuất hiện đúng lúc, xuất hiện những lúc mà các em cần, những khi mà các em gặp khó khăn trong cuộc sống. Thế nên là các em cứ yên tâm đi nha, không có gì phải quá lo lắng hay là phải quá suy nghĩ cả đâu. Và cái điều thứ ba mà chị muốn nói đó là đại học là nơi mà các em rất khó để tìm được tri kỷ hay tìm được những người bạn thân thiết. Thực sự thì nói đến vấn đề này thì chị cũng không biết phải nói là làm sao, không biết phải diễn tả như thế nào. Nhưng mà chị đã học 4 năm đại học và chị còn không thể nhớ hết được tên và mặt của tất cả những người bạn học cùng với lớp chị. Không biết là chị vô tâm hay là chị như thế nào, nhưng mà thực sự là chị không nhớ hết được. Và có thể đâu đó thì chị chỉ nhớ khoảng 10 người thôi, trong khi lớp chị có đến khoảng 50 người. Và lý do cho điều này thì có thể là do chị hay trốn học quá. Thôi, cái đùa thôi nhá, không phải sự thật đâu. Cay mà nghĩ chị trốn học. Chị đùa thôi, nhưng mà thực ra là khi mà các em lên lớp đại học ấy thì các em sẽ không phải là tất cả
các bạn trong lớp học chúng ta sẽ học cùng với nhau tất cả các môn học, mà lên đại học sẽ là học theo tín chỉ. Cái học theo tín chỉ này thì có thể là các em vẫn chưa biết đâu, nhưng mà các em yên tâm, khi mà các em buổi đầu tiên đến trường nhập học ấy thì các thầy cô giáo sẽ hướng dẫn và sẽ giúp cho các em hiểu rõ là học tín chỉ là như thế nào và những công việc mà các em cần làm đối với việc học tín chỉ. Còn trong clip này thì chị sẽ không nói tại vì nó khá là dài, nhưng mà đại loại của nó thì sẽ là các em sẽ mỗi môn học thì các em sẽ học với những người bạn khác nhau. Có thể là môn này các em học với nhóm bạn này đấy, gặp những người này, nhưng mà môn sau thì các em lại không còn đăng ký trùng và cũng không còn học với những người đó nữa. Vậy nên là cái việc mà các em kiểu học xong một môn học vừa mới biết qua loa một tí, xong môn sau lại học với người khác rồi, nên là cái việc mà các em có thể trở nên thân thiết này, rồi việc các em có thể chơi được với nhau, nó là rất là khó luôn, cực kỳ khó. Và chị là một người đã không làm được tốt điều này, khi mà chị thực sự phải nói là chị không có nhiều bạn ở đại học đâu. Điều thứ tư đó là các em sẽ cảm thấy thực sự rất nhớ nhà và thực sự rất thèm một bữa cơm mẹ nấu. Đối với những bạn ở Hà Nội thì không nói làm gì, nhưng đối với những bạn ở các tỉnh thành khác, khi mà các bạn về Hà Nội học á, thì các bạn sẽ phải sống một cuộc sống tự lập, tự mình chăm lo tất cả mọi việc, lo lắng mọi thứ. Và khi mà các bạn ở nhà thì có thể là các bạn sẽ nghĩ là yeah, bây giờ mình sẽ được tự do rồi, mình sẽ được tự lập, mình sẽ thoát khỏi vòng tay của bố mẹ, mình sẽ muốn làm gì thì làm. Nhưng mà khi các em sẽ phải tự một mình bắt đầu một cuộc sống nơi đất khách quê người, có thể là các em còn không có người thân, rồi các em sẽ phải tự nấu cơm, tự rửa bát, tự giặt quần áo, tự sắp xếp mọi công việc trong cuộc sống, tự đi chợ, rồi tự làm tất cả mọi thứ mà không có sự bảo vệ của bố và cũng không có sự lo lắng, sự chăm sóc hay là sự nhiều lời một chút của mẹ. Và đột nhiên cái giây phút đó thì các em sẽ nhận ra là các em thèm trở về nhà, các em thèm một bữa cơm gia đình do mẹ nấu. Và các em sẽ rất là nhớ nhà. Cái cảm giác nhớ nhà đấy thì không biết phải diễn tả như thế nào, nhưng mà thậm chí là các em có thể sẽ khóc cơ. Cái này chị nói thật luôn đấy. Và thực sự khi mà ở nhà thì các em đôi khi còn cảm thấy rất là khó chịu với sự quan tâm và chăm sóc của bố mẹ. Thế nhưng mà ở thời điểm này thì các em sẽ cảm thấy là rất là thèm những cái điều đó. Và đặc biệt nhất đó là những lúc mà các em bị ốm ấy. Thực sự cái lúc mà mình bị ốm thì đấy chính là cái giây phút mà đánh gục mình luôn. Và mình sẽ chỉ biết nằm khóc và thốt lên là trời ơi con nhớ bố mẹ quá, nhớ nhà quá. Ok, và các em cũng đừng quá lo lắng, bởi vì những cái cảm xúc đó thì nó cũng sẽ qua thôi. Rồi sau một khoảng thời gian thì các em cũng sẽ quen với cuộc sống tự lập một mình. Và lúc đó thì các em sẽ cảm thấy là mình đã trưởng thành hơn rất là nhiều, mình trở nên rất là ngầu đấy. Và điều thứ năm mà chị muốn nói với các em đó là các em sẽ bị lừa. Thực sự là những bạn sinh viên năm nhất là những cái đối tượng, là những đối tượng ngon ăn của bọn lừa đảo ấy. Rồi thì các em cũng sẽ một lần bị lừa một cái điều gì đó, dù là lớn hay là nhỏ. Chị là một người rất là đề phòng, kiểu chị đã tìm hiểu những cái thông tin này và chị đã cực kỳ đề phòng, quyết tâm đề phòng để không bị lừa. Thế nhưng mà rồi chị cũng bị lừa. Thế nhưng mà cái bị lừa của chị thì nó không lớn lắm. Chị đã bị lừa mua một đống sách, mà những cái đống sách đó không hề liên quan đến ngành học của chị và chị không hề dùng đến. Thế nhưng mà ở cái giây phút đầu ấy, khi mà chị được người ta giới thiệu cho, được người ta giúp đỡ cái việc mua sách đấy, thì chị còn tự cảm thấy là có thể mình là một người rất là may mắn hay chăng? Mình rất là may mắn khi mà nhận được sự giúp đỡ của họ này, xong kiểu chẳng quen biết gì mà họ đã tận tình giúp đỡ mình này. Sau lúc đấy chị còn cảm thấy rất vui, cảm thấy rất là biết ơn ấy. Thế nhưng mà cuối cùng thì chị đã nhận ra là chị bị lừa rồi. Và cái giây phút mà chị nhận ra đấy thì chị cảm thấy là rất là sốc và rất là mất niềm tin ấy. Nhưng mà thực sự là đó chỉ là một cái bị lừa nhỏ thôi, còn những cái bị lừa rất là lớn hơn. Và thực sự là các em phải cẩn thận với những người mà giới thiệu cho các em cái nọ cái kia, khóa học tiếng Anh hay khóa học này nọ ấy, thì các em phải cẩn thận và nghiên cứu thật kỹ nhá, hoặc là bị lừa đa cấp các thứ nữa. Nói thế thôi cũng đừng lo lắng quá về vấn đề là bị lừa nhá, chỉ cần là các em hãy thật là đề phòng và tìm hiểu thật kỹ thôi là ok rồi. Vậy là video này thì chị đã nói với các em 5 điều mà chị ước là chị đã biết từ khi mà chị mới bắt đầu vào học đại học. Và thực sự là chỉ muốn chia sẻ với các em và chỉ muốn chúc cho các em, những bạn mà 2K1 ấy,
sắp sửa bước vào một chân trời mới của cuộc đời, sắp sửa bước vào những năm tháng đại học, thì chúc các em là có thể học tập thật tốt này, tận hưởng cái quãng thời gian thanh xuân của mình, và hãy lưu tâm một chút đến những điều mà chị nói để các em có thể có được những cái trải nghiệm thật là trọn vẹn. Cảm ơn các em đã theo dõi video này, và nếu như thấy video này hay thì hãy like, share và đăng ký kênh của chị để có thể ủng hộ cho chị nhé. Và đừng quên là hãy kết nối với chị qua Facebook Trần Minh Phương Thảo và Insta phươngthảo.zoe. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.